Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Sát Lị, giết Dương Quốc, quần thần, Vô U, Phạm Chí Sống, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà ta rằng bị ta hành tòa, ra cha nô tu quê cha kha ti về ra thằng xà nô cha rằng hành tòa a ni khô và ti brahma nô. Sau khi mẹ cha rồi giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông, bậc vô u sống thông dong bốn mùa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bức Tha Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sa Phà Giả, con kính lĩnh lễ thiền tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Ra, đại đức Tịnh Lão cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cư tu nữ Khánh An, cư tu nữ Phúc Thành. Kính chào với anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Đạo Đông, chị Nhật Hồng Trí, Tấn Thiện Cha Đỏ. Con xin kệ cho kinh Pháp Cú số 291 ạ. Mà ta răng bi ta răng hán toa ra cha nô đi cha khắc đi về là tăng sa nô cha răng hán toa a ni vô gia thì phẩm ma nô mà ta răng bi ta răng hán toa ra cha nô đi cha khắc đi về là thân sa nô chà răng hăng tố á vô gia tỳ phâm má nô. Sau khi giết mẹ cha, giết hại vua Sát Lị, giết Dương Quốc quần thần, vô u phạm chí sống, đó là hở thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà ta răng đi ta răng hăng tố ra cha nô đê cha khắc đi về trạch tăng sa nô cha răng hắn có a ni vô gia tỳ râm ma nô. Sau khi giết mẹ cha rồi, giết hại vua nọ hết đời hiểu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt vương lãnh thổ quan vương tỳ tùng, được rồi quốc độ hôn nâu, bậc vô ưu sống không dông bốn mùa, đó là cũng thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bóc bài, kính mời chị Xuân Mai ạ. Dạ con Sương Mai Nam Mô Bụt, cảm ơn chị Trần Đạo. Con Sương Mai Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính lễ chi tôn đức, con kính lễ chi quý bà quý cô tu nữ và dạ. Sương Mai kính chào chi quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 294. Má ta rằng pí ta rằng hành tòa ra cha nô quê chá kha tí dê rát thằng xà nú chá rằng hành tòa Anigo, Anigo, Yati Brahmano, Ma ta rằng pi ta rằng hằng tòa ra cha no về cha kha ti về ra thằng sa nú cha rằng hằng tòa Anigo Yati Brahmano. Mà ta răng pi ta răng hân toa ra cha nô quê cha khá tí quê ra thẳng xa nô cha răng hân toa a ni go ya si phram ma nô. Mà ta răng pi ta răng hân toa ra cha nô quê cha khá tí quê ra thẳng xa nu cha răng hành toa a ni go ya ti brahmano. Sau khi giết mẹ và hai vua
sát lị thường kiến bồ đẳng kiến sau khi tiêu diệt vương quốc cùng tài nguyên về xứ sở, vị bà la môn ra đi thông không còn phiền muộn. Sau khi giết mẹ, giết cha, giết hai vua sát lị, giết vương quốc quần thần vô u phạm chí sống và bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu, sau khi giết cha mẹ rồi, giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông bậc vô u sống thông dông bốn mùa và bản phổ thơ hòa thượng giới đức. Và kính mời Ai Minh, kính mời quý vị nào chưa đọc lên đọc nha. Dạ, kính mời Ai Minh. Dạ, cảm ơn chị Xuân Mai. Quý anh chị nghe mình nói rõ không ạ? Dạ, nay chắc kể không được rồi, thôi để em mình đọc bài đi ha quý anh chị ha. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, con tri ân cô Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn chị Xuân Mai. Hôm qua con đi dâng khẩu trang với lại nước sát khuẩn ở Viên Không Ni, chùa Sư Cô Liễu Pháp. Đi về cái tự nhiên cái bị cảm quá trời quá đất. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 294. Chia phước hết quý anh chị trong đạo tràng ạ. Chia phước hết. Dạ. Dịch quá trời, chết quá trời quá đất, mình nói mình cứ dạ đi làm phước được cái gì đi làm phước ấy, mình chia phước hết quý anh chị nha. Dạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 294. Mà ta rằng, bí ta rằng, hành tòa ra cha nô đuê cha khát đi về ra thang xa nu cha rằng hành tòa ani khô già ti rầm ma nô mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đuê cha khát đi về ra thang xa nu cha rằng hành tòa ani khô già ti rầm ma nô mẹ ta răng bi ta răng hành toa ra cha nô đuôi cha kha ti về ra thần sa nuôi cha răng hành toa a ni cô gia ti râm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lị, giết vương quốc quần thần vô phạm chí sống, bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Mà ta răng bi ta răng hành tòa ra cha nô đuê cha kha ti về ra thần sa nu cha răng hành tòa a ni khô gia ti râm ma nô. Mà ta răng bi ta răng hành tòa ra cha nô đuê cha kha ti về ra thần sa nu cha răng hành tòa a ni khô gia ti râm Manu. Sau khi giết mẹ cha rồi, giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông bậc vô ưu sống thông dông bốn mùa phổ thơ của hai thượng giới đức. Dạ, em kính dâng mít lại chị Cẩm Vân ạ. Em kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Ta Trang, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong vinh. Con xin đọc ôn bài khẩu Phật cú số 294. Mà ta rằng, phi ta rằng, hàn tòa ra cha nô đề cha cát tí về ra thằng xà nô cha rằng hàn tòa a ni vô già tí rầm ma nô. Mà ta rằng, phi ta rằng, hàn tòa
ra cha nô đê cha kháp tí dê ráp thăng xà nú cha răng thanh to a ni gô gia tí đầm ma nô ma ta răng phá lý tăng tí tá răng thanh to ra cha vô đê cha kháp tí dê ráp thăng xà nú chá răng hành tòa á ni gồ già tí râm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lị, giết vương quốc quần thần, vô ô phạm chí sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau khi giết mẹ cha rồi, giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông, bậc vô u sống, thông dông bốn mùa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sức Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Thích Trần Đông, Thích Trần Đào, cô em Minh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và sa thú, kính cảm ơn cô em Minh đã chia phước. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 294. Dạ, cảm ơn Phan Nguyệt. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mà ta rằng, bi ta rằng, hành ta ra cha nơ đê chắc khát tí dê. Rát thằng xà nuôi cha rằng hành tò anh ni khô gia tí trăm mà nô. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lị, giết vương quốc quần thần, vô u phạm chí sống. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà ta răng bi, ta răng hành tò ra cha đô nô đuê, cha khạch tí dê, ra thằng xà nô chà răng hành to a ni khô gia tỳ rầm ma nô. Mà ta răng bi ta răng hành to ta cha nô đê chà khạt tí dê ta thăng sa nô chà răng hành to a ni khô gia tỳ rầm ma nô. Sau khi giết mẹ cha rồi, giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém tên quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông, bậc vô u sống thông dâm bốn mùa. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và còn vị nào chưa có kệ không, chưa trả bài không, do Nhục Quỳnh xin phép được được điểm danh coi. Dạ, vậy là hết rồi. Còn Thanh Thủy ơi, là Thanh Thủy có trả bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu không? Lấy Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. Bữa nay có thư trẻ nhẫn vào giảng thì khóa sổ sớm để sư giảng sớm để nghỉ sớm nha quý vị. Thanh Thủy ơi, có trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có trả bài không? Rồi nha, không trả bài Nhật Quỳnh khóa sổ à. Dạ, kính chào các chất tí về vào đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cảm Vân cô ấy Minh, Xích Sương Mai, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi cùng với chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 295. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sân Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô
ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đai tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vận ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp ven toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con. Đang thị tự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 295. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe âm thanh con, cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Cái mà sanh ra trong cuộc sống này chúng đã diệt đi từ rất lâu rồi. Nhưng mà cái chấm dứt cuộc sống này thì chúng chưa tới. Có khả năng là tối nay, đêm mai hay là bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Và cuộc sống thì chỉ quanh quẩn trong những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Những cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm ngày hôm qua chúng đã diệt tận, không bao giờ còn quay trở lại nữa. Và ngày hôm nay thì cũng lại được tiếp nối những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của vô minh, của tham ái, của ràng buộc. Bà mẹ, ông cha đang ở đây. Ngay đây thôi thì cũng có ngũ uẩn đang có trí tuệ. Có ngũ uẩn thì đang vô minh, có ngũ uẩn thì đang tạo nghiệp ác, có ngũ uẩn thì đang tích lũy nghiệp để đi về các nơi bằng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula. Có những ngũ uẩn thì cũng đang tích lũy để xả ly, để chấm dứt tham ái. Như vậy thì chúng ta thấy nếu không có thực tại, không có pháp hiện khởi thì không có chư Phật, không có các bậc thánh, không có phàm nhân, không có kẻ ác, không có người hiền, không có súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Và tất cả những pháp này chúng đều ngã và sanh khởi chỉ do duyên của chúng. Như vậy chúng ta hãy bước đi một cách nhẹ nhàng, thông dong, tự tại khi mà chúng ta lắng nghe diệu pháp một cách chân chánh, như lý tác ý về những khoảnh khắc sống của mình rất ngắn ngủi này. Chúng ta sẽ phá vỡ được và diệt tận được bà mẹ ông cha của vô minh, của tham ái, của tà kiến, của ngã mạn, của cứng cao. Bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ấn đức tam bảo và đi vào thời pháp. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang apivadeni svakato phagawata thammo thambang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang lamassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo, lời dạy cao thượng của Đức Phật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả phiền não nơi chúng sanh.
chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh điện vô thượng chư thiên và nhân loại. Ai có duyên lành được cúng dường đến, được gieo hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ khái vô lượng công đức phước lành và thành tựu được các đức hạnh và ngộ được niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, Hư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và luôn luôn là một tập thể đoàn kết để đi trên con đường thánh đạo mà Đức Phật dạy để ra khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay chúng con xin trích nghĩa từ vựng và thuyết giảng câu pháp cú số 295 ạ. Câu pháp cú 295 là Pali là Mattarang Pitarang Hantoa Rachanoe Chasso Thiye Vayakha Panchanang Hantoa Adiho Yani Râm Mạc Đô. Nghĩa việc là sau khi giết mẹ cha và hai vị vua dòng Bà La Môn, sau khi tiêu diệt con đường bị hổ rình rập là thứ năm, vị Bà La Môn ra đi không còn phiền muộn. Chứng tỏ là mẹ cha mình là tham ái, là vô minh, chúng tạo nghiệp trầm luân sanh tử không có điểm dừng. Chúng ta tưởng là trầm luân sanh tử là quay lại, nhưng không phải. Trầm luân sanh tử là các cái vô minh và tham ái cứ thúc tạo ra các nghiệp mới và tạo ra các quẩn mới, và chúng đẩy đi mãi mãi theo cái dòng duyên sanh của chúng, chứ không phải nè. Là chúng ta đừng có hiểu lầm là tôi quay lại trong đời sau, không có. Chính vì vậy mà ngũ uẩn rất là nguy hại, rất là tai hại. Do đó chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Nhưng mà cái mà chấp thủ nhất luôn luôn là ngũ uẩn, luôn luôn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vì sao chúng ta bị chấp thủ như vậy? Chúng ta biết là vì đằng trí tuệ của chúng ta không hiểu đúng pháp, nên nó rất yếu ớt, nên nó không thấy cái sanh diệt của nó, không thấy rõ được cái thấy nó sanh diệt rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, mà chúng ta chỉ sống trong tưởng, sống trong chim bao, sống trong lý mít tá của nó, nên chúng ta, nên là vô minh nó có cái cơ hội, nên chúng ta mới thấy là để phát triển được chánh niệm và hiểu biết á, thì chúng ta chỉ có hiểu về ngôn ngữ, về những cái từ ngữ ở trong kinh thì nó không có đủ, nó chỉ là cái từ ngữ, nó còn phải thẩm thấu qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Cái pháp học đó mới là cái pháp học mà nó sanh ra chánh tri kiến, chứ còn mà cái từ ngữ thì thuyết hoài thì cũng nó cũng đem đến vô minh thôi, chứ không phải là đưa chúng ta. Vậy chúng ta thấy Phật pháp nó là phương pháp đâu, mà là nghe đúng thắc ý. Và khi mà những lý thắc ý nó được được khởi sanh rồi đó, thì cái con đường đạo của chúng ta đó nó đi một cách rất là tự nhiên, và bao giờ chứng đắc nó không có quan tâm, mà nó chỉ quan tâm về sát la hiện tại, thì cái con đường đó mới là con đường đúng. Và cái người đó sống ở bất cứ môi trường nào nó cũng đều tự nhiên hết, thì nó mới phát hiện ra mẹ cha, nó mới diệt được cái mẹ cha này.
nó mới được cái con tà đạt kiến này. Như vậy chúng ta biết ở trong cái ngũ uẩn này vẫn chứa tám, được tám cái tà. Và vậy tại sao cái con đường trừ diệt tám cái tà này, tám cái tà đó gì nè? Tà kiến, tà tư duy đó, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà nhất. Chúng ta biết tu tập phương pháp này phương pháp kia là nó lọt vào cái dòng tà hết đó. Mà chúng ta cứ tưởng là nó tránh không à. Nên giờ chúng ta biết này, cái lời Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc về nó, lúc nào cũng phải bám sát, phải buông bỏ, phải luôn luôn phải thay đổi hàng tỷ lần để mà làm sao để cái như lý tắc về với cái sự thực tại của nó được, thì đó con đường này nó mới hiện khởi. Còn chúng ta rất dễ nầm tưởng cái con đường, nên là Đức Phật mới nói là giải thoát nó cũng có cái tà giải thoát đó. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý cái vấn đề này trong cái bài kệ này rất là thâm sâu. Bây giờ thì con xin trích nghĩa từ vựng. Cái từ mata, matarang thì chúng ta biết rồi. Matú là nghĩa là mẹ, người mẹ sanh. Pita, mata tức là mẹ, pita tức là cha, hai cái danh từ mẹ cha. Ở đây thì Đức Phật dùng cái từ ẩn dụ mẹ cha ở đây chỉ cho tham ái và vô minh, tham ái và vô minh. Và cái từ hanh toa thì chúng ta biết rồi, nó là một cái động từ hanati, tức là cái sự giết hại. Ở đây nó chia theo bất biến phân từ, nên là nó là hanh toa. Tiếp theo nữa là cái danh từ racha. Racha là danh từ lam tấm, racha no ở đây nó chia theo đối cách. Rachano là chia theo đối cách thì phải. Và danh từ năm chánh đúng là chia theo đối số nhiều nè, Rachano chia theo đối cách số nhiều nè, Rachano. Những vị vua này, gọi là hai vua ở đây chỉ cho thường kiến và đoạn kiến. Rồi cái từ tiếp theo nữa là từ đuê đó chỉ cho hai, chá là và, sotthiya. Hai vua và nam mô. Tiếp theo là cái từ quay giác khá thì chúng ta biết là từ quay giác khá nó chỉ cho hổ hay là cái loài hổ, con hổ thuộc về, nó là tính từ thuộc về loài hổ. Còn cái từ quay giác khá đó là cái danh từ năm tấm chỉ cho con hổ. Và tiếp theo là cái từ panchama nó là chỉ cho thứ năm. Chúng ta biết là thứ năm khác mà số năm khác. Còn panchá là chỉ cho số năm. Và từ tiếp theo là từ aniho yati ramano. Ở đây là nói về vị Bà La Môn ra đi không còn phiền muộn,
Bà La Môn là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái vị hành giả đi trên cái con đường thánh tám ngành Đức Phật dạy. Người nào đi được trên đó là Bà La Môn. Còn người nào chỉ có mặc y áo đến trăm năm mà không có đi được, dầu là có giỏi Phật Pháp bao nhiêu, trên những cái từ ngữ mà không đi được trên cái con đường, cái hành trình tâm linh của mình, trên thực chứng đó, trên cái sự thấy biết đó, thì không được gọi là Bà La Môn đâu. Nên là chúng ta phải nhớ cái pháp biển cả, tám pháp biển cả mà Đức Phật dạy. Đến đây chúng ta mới thấy được là kể cả là người cư sĩ, người ta mới vào biết chánh pháp chỉ cần 2-3 ngày thôi, nhưng mà người ta đã biết được cái con đường đi, dầu là ở hình thức nào, thì họ cũng được gọi là Bà La Môn. Thì ở đây là nói về người mà đi mà biết được cái con đường mà để giết mẹ cha này này, biết được cái con đường mà trong tâm của mình nó sanh lên rồi đó, bắt đầu nó sanh lên, nó hiểu về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Đó, vị Bà La Môn chỉ cho cái vị Bà La Môn, vị Bà La Môn. Như vậy thì chúng ta suy xét kỹ thì chúng ta mới thấy rằng là hình thức bên ngoài chẳng nói năng được là một người trí. Có những người thấy rất giản dị, rất bình dân, một người cư sĩ rất tầm thường, nhìn vào thì chúng ta khinh mạng, nhưng mà trong nội tâm của họ thì quả thật là khủng khiếp. Nên là cái dòng giống ngã mạn nó luôn luôn nó che lấp và nó không cho chúng ta gần bậc trí và gần bậc thượng nhân được. Nên là cái anh chàng thứ năm này cũng ghê gớm lắm. Đoạn hổ tướng thứ năm, tức là cái anh ngã mạn, cái anh ngã mạn. Giết được cái anh đó thì vô ưu phạm trí sống. Phạm trí tức là chỉ cho bậc huyền trí, bậc mà đi trên con đường thánh đạo của Đức Thế Tôn. Ở đây thì Ngài Thích Minh Châu Ngài dẫn câu là sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm trí sống. Vô ưu phạm trí sống. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin đọc và gửi đến quý ngài và quý vị. Kính bạch chư đại đức tăng, hai cái bài kinh mà Đức Phật thuyết là ngài thuyết hai câu kệ. Câu kệ số 294 và 295 là sau khi giết mẹ cha, hai vua Sát Đế Địa, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm trí sống. Vương quốc quần thần ở đây chỉ cho sáu căn này, sáu trần này, sáu thức, hay là nói chung là tất tận tận các cái lậu hoặc phiền não nơi tâm của mình. Và hai câu kệ này thì được Đức Thế Tôn khi mà ngài ngự tại Chetavana, chùa Kỳ Viên, và đề cập đến ngài trưởng lão tên là Lakuntaka, và ngài thuyết về cái pháp thoại này. Và lúc đó một hôm thì các cái vị tăng khách, các ngài từ phương xa về ý kiến Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi các ngài ngồi xuống một cái nơi rất là phải lễ. Và lúc bấy giờ thì ngài đại đức Lakuntaka đi ở gần đó, thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới hiểu được cái ý nghĩa của nhóm những cái vị tỳ kheo này. Nên ngài điền, ngài mới nói rằng này chư tỳ khu, các ngươi có thấy chăng, vị tỳ khu ấy đã giết cha giết mẹ ra đi không sầu muộn.
Và chư tỳ khưu nhìn nhau mới nghi vấn, do cái nhân gì mà bậc đạo sư phán như vậy? Bạch Thế Tôn, do cái nhân gì mà Đức Thế Tôn phán như thế? Thì Đức Thế Tôn mới liền thuyết lên cái kệ ngôn rằng: đã giết mẹ ái dục, giết cha ngã mạng, và hai vua hiếu chiến, Thường Kiến và Đoạn Kiến, bà đã tiêu diệt một quốc gia Lục Căng và Lục Trần, cùng với một đại thần phụ trách quốc khố ái luyến. Vì A-la-hán ra đi không có sầu muộn. Đã giết mẹ, giết cha, hai ông vua của giai cấp Bà La Môn, và tiêu diệt cái con đường nguy hiểm, con chướng ngại. Vì A-la-hán ra đi không có sầu muộn. Và đây Ngài chú giải là cái từ Sa-lu-cha-răng á, là cùng với vị quan đại thần phụ trách quốc khố, người thu thuế, có Bali gọi là ái dục, là nhân sanh ra tái tục. Và cái từ Asat Nimana là cái tự ngã, là của ta. Cha là tiêu biểu cho sự ngã mạn, chấp cái ta như là ta là con của vị vua đó, con của vị đại thần kia và của vị ma nọ. Đít thí là cả hai Đoạn Kiến và Thường Kiến, như là quyền lực của vị vua. Vì vậy ở đây hai cái vị vua tiêu biểu Thường Kiến Sát Tá, Sát Sát Tá Đít Thí, và Đoạn Kiến Út Chê Đá Đít Thí. Và xứ là cái từ Ca Giá Tân Á, là sáu lộ xứ, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu ngoại xứ là sắc, thinh, hương vị, xuất pháp, gọi là vương quốc. Nhưng vậy chúng ta thấy nè, vương quốc, cái tâm này nó lương vào sáu cái căn này, là luyến ái bám líu vào đời sống, như cái vị đại thần phụ trách quốc khố, trông nom kho tàng của quốc gia. Cái từ Thát Ly Khô là không còn sầu muộn, chỉ cho Bà La Môn, tức là cái vị đã đi hết được cái con đường tứ niệm xứ và đạt đến tứ thánh đạo thánh quả, là đã chấm dứt mọi lậu hoặc, ái dục, vô minh vân vân, tự mình cầm gươm, tức là chỉ cho bậc mà lậu đất thì mới ra đi không sầu muộn. Thì dứt pháp thoại thì tất cả những vị tỳ kheo này đều chứng A-la-hán hết. Đó là cái tức chuyện mà chúng con xin trình bày đến chư đại đức và đến quý vị. Quý vị có thấy không? Tất cả cuộc sống của chúng ta là dòng luân hồi bất tận của thấy, của nghe, của nếm, của đụng, của xúc, của chạm, của suy nghĩ. Và hàng ngày này qua ngày khác, kiếp này qua kiếp khác, cái mà chúng ta chạm vào chỉ là tứ đại. Cái mà thấy thì không phải là ai thấy, mà cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác chỉ là một cái màu sắc hay là một sắc y sinh. Nếu không có cái tứ đại thì cái màu sắc đó không thể hiện khởi được, cái đối tượng thị giác cũng không thể hiện khởi được. Không có con người hay bất cứ một ai ở trên đời, dầu chỉ là một khoảnh khắc. Do vậy cái suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ về
hết người này đến người kia, đến tiền bạc, nhà cửa, suy nghĩ về cái tôi, cái của tôi. Nhưng mà khi chúng ta ngủ say thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái kẻ thù, những vàng bạc, tiền của, những cái công việc mình phước báu, chúng ta đâu có dính mắc và đâu có biết gì về chúng nữa. Như vậy chúng là ai? Không, chúng chỉ là từng khoảnh khắc của các pháp sinh khởi do duyên mà không có sự kiểm soát, mà không được áp đặt, không có sự gia lệnh nào được cả. Mỗi pháp chúng chỉ sanh khởi bởi duyên riêng của chúng, chúng diệt đi, không bao giờ quay trở lại. Nhưng mà cái chúng sinh ra cũng chỉ là các cái tính chất pháp đó. Tham sanh khởi thì vẫn chỉ là đặc tính tham. Tham thì không phải là đàn bà, đàn ông. Tham không phải là màu, là mùi, là vị, là sân, là thọ, là tưởng, là tầm, là tư, là tứ, mà tham chỉ là tham. Tham sanh khởi cũng vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi. Quý vị phải lắng nghe diệu pháp. Quý vị đừng rằng tại sao sư Thiện Nhẫn chỉ thuyết về những đó, không có đâu. Đây là Đức dạy, không có cái gì là Tuệ Nhẫn ở đây cả. Không có Đức Phật dạy thì không có các bậc thánh, mà không có ai ở đây để giảng dạy diệu pháp được hết trơn. Tất cả những cái gì là sự thật, là chân lý tối hậu, các bạn hiểu bao nhiêu đi chăng nữa thì đến thì cũng đến từ lời dạy của Đức Phật, không có thể khác hơn được. Và Đức Phật chỉ dạy về cái là thực hiện giờ trong suốt cuộc sống của Ngài khi Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác. Có phải là nếu như mà không có cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì liệu có vô minh, có tham ái được không? Có trí tuệ, có hiểu biết được không? Nếu không có cái thấy, cái nghe thì có biết đâu là quả của nghiệp được không? Có biết được đây là nghiệp nào? Có biết được đây là nghiệp thiệt, nghiệp ác? Có biết được đây là phiền não hay không? Có biết được đây là các pháp là vô ngã hay không? Hay là chúng ta chỉ nói về cõi trời này, cõi trời kia, con người này, con người nọ thì trí tuệ nó có sanh được không? Không, nó không có sanh được. Bởi vì trí tuệ nó chỉ có cái duyên duy nhất của nó là nó nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý về cái là thực thì tuệ nó mới sanh. Còn tất cả những cái gì là niệm thì trí tuệ nó không có sanh, nhưng mà có thể cùng với chánh niệm an tịnh với đối tượng thì để nó để mà viễn ly đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái duy nhất chỉ có học về thực tại và nắm rõ được thực tại thì trí tuệ nó mới sanh. Đó là cái con đường sanh khởi của trí tuệ và sự đoạn diệt của tất cả lậu hoặc. Thì nó cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm.
Kiếp trước thì nó cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm như ngày hôm qua. Nó có sanh ra ở phương trời nào, ở cõi nào thì nó cũng không ngoài một trong sáu cái căn này nó hoạt động. Nếu không có tâm sân khởi thì không thể có thế giới. Như vậy thế giới sân khởi rất là ngắn ngủi. Chỉ khi cái nghe sân khởi thì lúc này là thế giới sinh khởi do cái nghe sinh khởi. Cái nghe diệt đi thì thế giới của cái nghe cũng diệt đi, không có ai ở đó hết. Cũng như giờ đây quý vị không thể thấy hình ảnh của chúng tôi được, nên quý vị không có cái thế giới thấy đối về đối tượng như chúng tôi, mà quý vị chỉ có cái nghe âm thanh. Những bậc trí tuệ giác ngộ đều về khoảnh khắc này. Và chúng thật là bị nhưng mà thường thì chúng ta luôn khinh thường, không để ý tới cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, xúc chạm trong đời sống này. Lên là mẹ cha mới bao trùm, mới nuôi lấn. Mẹ cha ác độc mới đưa chúng ta đi vào cái con đường sanh tử khổ đau. Đó là vô minh, là tham ái. Chúng ta tưởng là chúng ta làm phước đời sau, chúng ta sinh ra sẽ được hạnh phúc, được này kia. Chúng ta biết mẹ cha tham ái nó ẩn ngay ở đó rồi. Dầu là Đức Phật Toàn Giác hay Bậc Thánh A-La-Hán đi chăng nữa, thì quả khổ vẫn có mặt, mặc dầu tâm của Ngài là tịch diệt phiền não, nhưng mà khổ đau, già bệnh chết là không thể tránh khỏi được. Con đường phát triển trí tuệ là vô cùng khó khăn. Và nhích bên này là thường kiến, nhích bên kia là đoạn kiến. Chúng ta giữ giới luật khắc khe thì lại chấp vào giới luật. Mà chúng ta không giữ giới luật thì chúng ta lại buông thả, bê tha, ngụy biện. Cũng chính vì vô minh và tham ái, không có hiểu biết các pháp như chúng là. Người tu mới lại cái người bị đi tù. Người đi tù thì bị cái ác nghiệp đôi khi là một kiếp. Nhưng mà cái người tu sai đó, mà tu sai đó, mà phá đạo đó, mà đi chật cái con đường đó, thì nó khổ đau hơn là cái người đi tù nhiều lắm. Đi tù nhiều đó. Lời của Đức Phật là lời vàng, lời ngọc, không có gì mà đo sánh được hết đó. Chỉ người nào hiểu được một khoảnh khắc của trí tuệ thôi, nhỏ nhoi để thấy về thực tại thôi,
cái ngọn đèn, cái ánh sáng nó bừng lên, mình mới thấy được rằng là Đức Phật mới thật là tối thượng. Hằng ngày thì chúng biết mẹ cha đủ mọi chiêu trò để mà tâm của chúng ta phải bị hệ lụy tham ái. Hằng ngày chúng ta phải phục dịch cho người mẹ này, người cha này, hay là cái ông chủ này một cách mà rất là mau lẹ. Mẹ tham ái mà khởi lên rồi là trời ơi, chúng ta biết mình tiền bạc hay danh lợi hay là cái gì này đến rồi thì mau lắm. Là lúc này lời nói của chúng ta nó đơn đã thì nó đón tiếp người đó, cái chủ nó tiếp đãi này kia rất là hân hoan, nó đâu có dửng dưng được đâu. Chúng ta đâu có thấy được cái người mẹ ông cha đó. Chỉ khi chúng ta thấy, biết một cách rõ ràng, tham ái nó không có trong sách vở đâu. Nó xuyên qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua xúc, qua chạm, qua giao tiếp. Mà làm sao giết được người mẹ ông cha này? Ai? Bà La Môn là ai? Bà La Môn là ai mới được chứ? Ở đây người nào không hiểu bà La Môn, làm sao mà giết được bà mẹ ông cha này? Là chánh chi kiến về lý tứ thánh đế, về 12 nhân duyên, về gì? Về 6 căn, về danh sắc, về con đường tứ niệm xứ. Đó, Bà La Môn á, vị Bà La Môn, Đức Phật nói vị Bà La Môn là gì? Là chánh chi kiến thấy rõ các pháp như chúng đang là. Đó là Bà La Môn. Bà La Môn á. Phải thấy rõ, biết rõ thì mới giết được bà mẹ ông cha này. Nếu như quý vị thấy, ô chỉ có cái sát na thấy, không có người thấy, cái sát na thấy này là do duyên, có ai chọn được được đối tượng không? Không. Như vậy đối tượng thì giác này lúc trước nó không có, bây giờ nó có, nó hiện khởi thì cái tâm thấy nó cũng thấy tương ứng với cái đối tượng thì giác đó. Do vậy là người này thấy đối tượng thị giác này, người kia thấy đối tượng thị giác kia. Do chính vì vậy mà không hiểu biết nên là người thì suy nghĩ như thế này, người suy nghĩ như cái kia. Nên là những cái tâm này nó suy nghĩ như này, tâm này suy nghĩ. Nên là thế giới này nó chìm trong cái dòng suy nghĩ. Chỉ còn đối tượng nó diệt đi rất là mau, và suy nghĩ, chúng suy nghĩ về cái đối tượng đó, về cái câu chuyện nó rất là dài. Khi mà chúng ta hiểu ra được nó, cái chánh chi kiến hiểu được, thật là vô nghĩa, chẳng có ai cả. Và đối tượng thị giác thì quý vị đã thực thấy chưa, thực biết chưa?
hay là đối tượng thị giác vẫn là ông này bà nọ, vẫn là đi đứng nằm ngồi. Đối tượng thị giác nó không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không biết, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không chạm, không thọ, không u, không phiền, không biết trả thù. Nó không biết đánh đập ai hết á. Đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, hay được gọi đó là một cái màu nào đó in dấu vào nhãn căn. Màu thì làm sao mà nó buồn, nó vui được. Như vậy thì chúng ta tham với cái gì? Như vậy chúng ta thấy chúng ta đi làm phước, chúng ta làm phước cái gì? Vậy cái tâm thiện là quan trọng, chứ chúng ta cho nhau cũng chỉ là tứ đại, là đất, là nước, là lửa, là gió, theo cái hình thức này, hình thức khác, rồi chúng ta cho nó là tốt đẹp này kia thôi. Chứ bản chất của nó là vô tri. Chính vì cho như vậy, vì hiểu nó như vậy thì không có dính mắc. Mà không có dính mắc mới gọi là cho của bậc hiền trí được. Chứ còn không biết cho, không biết cái cho thì nó là vô minh. Và cái mà chúng ta chém giết giành giật lẫn nhau, cãi cọ lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau cũng chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, theo cái hình này, hình thức kia mà suy nghĩ chúng dựng lên mà thôi. Chứ tất cả các pháp, các sắc pháp vô tri chúng không có biết chi hết. Như vậy thì cái thân này cũng vậy. Thân này nó là vô tri, làm sao nó là bạn, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi được. Nhưng mà hằng ngày thì sao? Hằng ngày chúng ta phục vụ cho cái gì vậy? Chúng ta quá đắm đuối vào sắc, vào cái sắc thân. Nhưng mà nó có già, có bệnh, có chết không? Có vô thường không? Có biến đổi, có đổi thay không? Nhưng mà ai thử đụng vào nó, thử nói cái tên là ôi, cái thằng cha tuệ nhẫn này xấu xa hay nè, ác độc này kia, thì quý vị biết ngã mạn sân hận nó sục sôi lên trong bất cứ trường hợp nào mà chúng ta không hiểu được. Âm thanh á, âm thanh thôi, rất là thật. Mẹ cha mình á, thoải mái, thoải mái. Chính vì tham ái đưa chúng ta những cái dòng tâm sanh diệt, những cái ngũ quẩn vui thúi bất tịnh, bị chết ở chỗ này, bị chém ở chỗ kia, bị già bệnh, bị con cái bỏ rơi hay là tai ác, bị tai nạn, vì có ngũ quẩn nên nó tạo ác nghiệp, nên là vô minh và tham ái chúng cứ nương vào đây, chúng tạo ra những cái ác nghiệp rồi rong ruổi, rồi hết thai bào này đến thai bào khác, hết chết kiểu này chết kiểu khác, vứt bỏ nơi này nơi kia. Nhưng mà ngũ quẩn của kiếp trước, cái thân của kiếp trước chết rồi thì chúng ta chẳng bao giờ dính mắc vào chúng, chẳng bao giờ có cái ý niệm về ngã với chúng. Nhưng mà cái thân mà chúng ta đang mang này rồi nó sắp tàn hoại này thì lại đầy chấp ngã. Và khi mà tâm này nó bỏ đi rồi, nó chết rồi, thì khi mà nó tái sanh thân sau làm con rắn, con nai, con mởn, thì nó lại chấp ngã ở thân con rắn, con nai, con mởn. Thì cái chấp ngã này có phải là ảo tưởng không? Nó có thực không? Không. Nó lương sanh vào tà kiến. Cái pháp tà kiến là ngũ quẩn này. Khi nào mà chúng ta thử tưởng tượng, khi mình hiểu biết, mình thử ôm một cái đống xương mà nó vô tri vô giác, mà chúng ta quan hệ tình dục ở trên đó, ngày này qua tháng kia, kiếp này qua kiếp nọ, và tâm của họ thì vẫn đi theo cái đường lối cảm thọ, cảm giác của họ sanh và diệt, mình thì vẫn đi với cảm thọ sanh và diệt, thì mình có thấy ngớ ngẩn, có thấy điên khùng không? Có thấy điên khùng không?
thật là vừa đủ phải không? Vừa đủ, thật là vừa đủ, vừa đủ để giết cái ông cha bà mẹ này được rồi. Mà giết không dễ đâu, không dễ đâu. Chỉ mấy cái mẫu xương để trên bàn mà nó chém nhau gần chết, nó ganh tị gần chết từ trong ra ngoài. Từ chùa chiền, từ ông sư cho đến Phật tử, từ tất cả mọi mặt trong đời sống tha mái nó đều có mặt hết á. Vô minh nó lớn hơn cái thế gian này nhiều lắm, chứ không phải là một cái thế gian này không đâu. Nên là nhiều người người ta ảo tưởng, người ta nói ra là làm như giác ngộ liền vậy đó, không có chuyện đó đâu. Nói ra là thanh tịnh trong sáng rồi cái gì nữa, tánh biết, tánh bung này kia. Cái thấy bây giờ biết chưa, cái được thấy biết chưa, biết rõ chưa, tham đã thực sự biết rõ chưa, sân đã thực sự biết rõ chưa. Và không có ai có thể diệt được tham ái, nhớ như vậy, không có mong muốn, không có phương pháp nào mà diệt được hết cả. Chỉ có mỗi một pháp có khả năng diệt được chính là trí tuệ oanh nha. Mà trí tuệ đó phải được học và hiểu, phải được đi trên cái con đường tứ thánh đế mà Đức Phật dạy. Còn tất cả những cái trí tuệ khác cũng chỉ là bàn đạp cho dòng sanh tử mà thôi, chứ không phải trí tuệ nào nó cũng đưa đến giác ngộ được đâu. Chính vì vậy tại sao chúng ta không được vượt qua lời Đức Phật dạy? Vì đơn giản lắm thưa quý vị, vì đơn giản là Ngài là bậc toàn tri diệu giác. Ngài dạy cho chúng ta từ cái khoảnh khắc sinh ra cho tới chết đi, từng khoảnh khắc một trong đời sống. Và cái con đường diệt tận chúng là rất rõ ràng. Làm sao Tam Tạng Kinh Điển này không đủ, này không phải là lời dạy của Đức Phật để giác ngộ Niết Bàn được? Ở trong đó Đức Thế Tôn, tất cả toàn thánh, tất cả trong đó hiểu được này. Nên là người ta chỉ lấy một chút ít, rồi người ta phan ra từng cái cuốn này cuốn kia rồi, rồi họ thấy không hiểu nổi nên họ tự tách ra, rồi họ thuyết theo cái con đường của họ. Nhưng mà con đường đó là con đường ngụy biện thôi, không có gì cả thưa quý vị. Quý vị có thấy không? Tham ái chúng có ở khắp mọi nơi, hầu như lúc nào nó cũng có. Nó có còn mãnh liệt á, mà chúng ta thấy đó, nhưng mà còn cái nhẹ nhẹ, rồi cái mà chúng ta nằm, chúng ta ngồi, cái chúng ta nháy mắt này kia, tham ái nó đầy ở ra đó. Nên là khi gặp nhau, chúng ta có thấy những cái tâm của chúng ta nó sượng sùng, nó này kia đó. Vô minh và tham ái nó ở cái chỗ đó thế, nó không có tự tại được đâu. Chúng ta có nhìn thấy nó không? Không nhìn thấy nó, cái gì mà tự mới tại? Để chúng ta có thấy những cái khoảnh khắc chúng ta che đậy nó lại không?
nó đó, mẹ cha nó ẩn náu, nó ác độc lắm. Nó không cho chúng ta sống yên ổn được đâu. Nhưng mà mặc dù nó đưa ra rất nhiều những cái vị ngọt của nó, nhưng mà khi chúng ta hiểu ra, ô thật là ngớ ngẩn, đây chỉ là sắc màu, là mùi, là vị, là âm thanh. Nào có đàn bà, đàn ông gì, đây là đống xương, đống thịt. Còn người ta nghĩ như nào, nó là kệ người ta, chứ mắc mớ gì tới mình đâu. Người ta không bao giờ nghĩ tốt hay nghĩ xấu về mình, mà người ta nghĩ tốt, nghĩ xấu để nuôi cái bản ngã của người ta mà thôi. Nhớ, các bạn nên nhớ điều đó. Còn mình chỉ là một cái đối tượng thoáng qua thôi. Chứ thực tế là người ta nuôi cái bản ngã của họ, nuôi cái dòng tâm thức của họ cũng như mình vậy đó. Nên là chúng ta thấy muôn đời chúng ta cô độc. Nên là chúng ta tu tập phải hiểu rất rõ pháp. Nên là mới giết được cái mẹ cha tham ái này. Giết mẹ cha tham ái này thì mới trở thành Bà La Môn được. Trở thành Bà La Môn là gì? Là tuệ đạo quả, tức là thành tựu trí tuệ, nó thành tựu, thành tựu cái con đường tuệ giác của nó, thành tựu con đường tuệ giác. Ngoài trí tuệ đó không có ai giết được tham ái hết á. Đâu có phải chúng ta nói ôi chánh niệm mới tỉnh giác, hay sống đời sống chánh niệm tỉnh giác, sống đời sống tỉnh thức, thế là xong, là bỏ lơ ở đó, là nó có chánh niệm tỉnh giác đâu. Chúng ta có nói suốt cuộc đời chánh niệm tỉnh giác nó cũng không có sanh. Vì sao vậy? Vì chánh niệm tỉnh giác nó phải được hiểu đúng pháp Đức Phật dạy thì nó mới sanh. Nó phải có đủ cái duyên của nó. Nên là chúng ta giảng dạy hay nói cái gì, hay chia sẻ với ai, chúng ta phải trao đổi một cách kỹ lưỡng về các pháp, để cho cái duyên của chánh niệm nó sanh lên, mới gọi là người bạn lành, người bạn hiền trí được. Không phải chúng ta cứ nói ngồi đi, thực tập đi, thực tập đi là chánh niệm nó sanh. Nếu như vậy thì lời dạy của Đức Phật nó đơn giản quá, và tất cả mọi người trên đời này đều chấm dứt khổ đau được hết. Nhưng mà có không? Không thể có được đâu. Cái duyên mà để cho chánh niệm và trí tuệ trong bát chánh đạo nó sanh là hy hữu. Chỉ một số cá nhân vô cùng hy hữu đi trên cái con đường đức hạnh này. Chứ không phải ai vào trong chánh pháp này cũng giác ngộ. Còn lâu và xa lắm. Chúng ta phải là người chân thực, phải thấy được. Bao giờ mà chúng ta thấy được vô minh và phiền não trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta tiếp xúc tối ngày có mấy cái đó mà tham đắm hoài, nói chi đến cái chuyện mà phát triển hiểu biết. Chỉ có mấy người này kia thôi mà nói phát triển, còn ra không nổi mà phát triển hiểu biết cái gì được, thưa quý vị. Khó lắm, thật sự là khó đó. Nghe pháp mà chỉ đọc ở trong kinh ra thì xin thưa với quý vị rằng là ai đọc mà chả được. Nhưng mà để hiểu lời Đức Phật dạy là khó vô cùng, khó. Hiểu về cái lý vô ngã là không phải dễ. Và cái người nào không hiểu được lý vô ngã ngay từ buổi ban đầu, phải hiểu tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống là không phải của tôi. Tất cả khoảnh khắc chỉ do duyên sinh rồi diệt đi. Chúng ta thực chi thực chứng ở đó mới nói đến cái chuyện tứ niệm xứ được. Tứ niệm xứ mà đã vào được rồi thì nó không có khó nữa, nhưng mà cái con đường vào của nó mới là khó. Con đường vào là chúng ta phải dọn dẹp mọi thứ ô nhiễm được mọi thứ mà từ trước đến giờ.
Khó không? Khó vô cùng. Giới hạnh của chúng ta thì chưa có ra cái gì cả nè, rồi đã chưa ra gì này còn không hiểu về giới là gì nữa, rồi cái giới thực tính giới của nó là gì nữa, và cái gì giữ giới nó, rồi định là định như thế nào, rồi tuệ tuệ làm sao, thì chúng ta mới thấy được rằng là rất là khó. Về Đức Phật dạy chỉ có mỗi con đường tứ niệm xứ là làm duyên để đi đến thánh đạo mà thôi. Nhưng mà mấy ai thực sự đi vào được tứ niệm xứ đây? Vì người nào mà không hiểu ngay từ mới ban đầu các pháp là vô ngã, không hiểu được cái thấy, chỉ thấy đối tượng thì giác, cái nghe chỉ nghe âm thanh, những cái thế giới riêng biệt của các thực tại này, và không có khoảnh khắc nào là có tôi, có của tôi, không có khoảnh khắc nào là tôi làm phước hay ai. Thường thường chúng ta đi làm phước làm thiện là cái tôi nó đứng chỉnh hình rồi đó, cái mong ước là có đời này đời sau nó đứng chỉnh hình rồi đó, mà chúng ta không hiểu được là phước báo nó chỉ cho ra cái thấy, thấy cái đối tượng thị giác được gọi là đẹp hơn cái xấu, cái màu của tứ đại đó thôi. Cái nghe, nó nghe những cái âm thanh không có thô tháo, bẩn thỉu, tục tiểu đó thôi. Cái mùi, cái vị. Còn cái ác nghiệp thì nó cũng cho ra cái quả, nghe những cái âm thanh tục tiểu, chửi bới, na hết đó thôi. Ở địa ngục cũng vậy thôi, có phải không? Như vậy chúng ta đã nghe bao nhiêu lần rồi, thấy bao nhiêu lần rồi, ngửi bao nhiêu lần, nếm bao nhiêu lần, và chúng chỉ tạo ra những cái thứ đó theo hình thức này, hình thức khác. Cho đến bậc A-la-hán thì cũng vẫn chỉ là nghiệp nó cũng chỉ tạo ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, tâm tục sinh, chứ có cái gì nữa. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta làm phước á, là chúng ta thấy được cái chân quý. Chúng ta làm phước là không phải vì ông sư này, không phải vì cái bà kia, không phải vì cái người nghèo này, và không phải là làm để khen hay là để người ta trách móc giận hờn, mà cái người chí hiểu rằng tâm thiện nó sanh khởi rất khó khăn, nó vượt qua rất nhiều trở ngại phiền não mà nó sanh được, nó lớn mạnh được, đó là một cơ hội quý báu để thiện pháp này nó tăng trưởng. Một cái tâm thiện nó sanh tăng trưởng, nó làm nền tảng cho các thiện pháp khác. Đó mới là cái người chỉ hiểu về các pháp, nó mới đoạn trừ cái ông cha bà mẹ này được. Còn ngày nào mà ý niệm về ngã nó còn ở đó thì không thể nào thoát khỏi được đâu. Sau khi giết mẹ cha, mẹ cha đã giã chôn, thì chúng ta biết là bậc A-la-hán đã giết hết tham ái, diệt tận tham ái. Vua Bà-la-môn thì chúng ta biết là vị đầu hồn đã giết hai vua Bà-la-môn này rồi, không còn chấp thủ cái thân này hay tất cả những cái thân trước hay là thân quá khứ vị lai gì, chúng ta cũng hiểu nó chỉ là các pháp duyên sinh đoạn tận. Viên hổ tướng thứ năm mà chúng ta biết này, ngã mạn thì một phần nó cũng nuôi lấn tà kiến, thì vì tu đầu quần đã giết tà kiến này. Còn cái ngã mạn nói về phần mà vi tế thì chúng ta biết là vị A-la-hán là tuyệt trừ ngã mạn. Vô u sống cõi vậy, chúng ta thấy được rằng là chúng ta dính mắc vào những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm suốt cái cuộc đời này,
và cuộc đời sau sanh ra lại tiếp tục dính mắc vào chúng. Không có cái gì mà nó dính mắc, mà nó dai dẳng, mà nó tạo ra nhiều những cái khổ đau qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, có đúng không ạ? Qua năm dục thôi. Và chúng ta biết là vị A-la-hàm mới diệt được nó, thì quý vị biết được rồi đấy. Vị A-la-hàm mới thấy được là vị tu đồ hoàng thì thấy đối tượng thì giác sắc, chỉ là sắc rồi đâu, nhưng mà vẫn còn ái dục, thì quý vị thấy ghê không? Chỉ có vị A-la-hàm, cái trí tuệ nó thật là mạnh mẽ rồi, nó mới chậm đứng được về ngũ dục, thì chúng ta mới thấy được rằng là còn chúng ta thì sao? Phàm phu là chúng ta khinh thường. Chúng ta khinh thường mà chúng ta, cái đó là thức ăn của chúng ta, nên là chúng ta khinh thường, đâu có thèm nghe, thèm hiểu về mấy cái thứ này chi. Chúng ta phải nghe cái pháp nào nó cao hơn kìa, nói về sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay là niết bàn tịch tịnh kìa. Chúng ta thích cái điều đó, tâm tham ái nó khôn lắm. Rồi tâm của chúng ta nó có những cái nút nó nói này, bây giờ xả ly, mình không muốn cái gì cả, mình cũng không muốn chứng đắc cái gì cả, nó cũng là tham ái đó. Muốn có được đâu mà không muốn cái gì à. Khi nào mà chúng ta hiểu được trí tuệ nó sanh, chỉ cần chúng ta nhìn thấy cái thấy, biết rõ cái sắc đa thấy, nó thấy đối tượng thì giác rồi, nó diệt đi. Cái nghe nó chỉ nghe âm thanh, lúc đó chúng ta thấy hai pháp nó rất là rõ ràng, hai cái thế giới này nó không bao giờ sanh chung với nhau, và mãi mãi nếu có cái thế giới của thấy thì không bao giờ có cái thế giới của nghe ở đó. Như vậy thì muôn đời cái thấy không bao giờ biết cái nghe, và muôn đời cái thấy cũng không bao giờ biết cái âm thanh được. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng về các pháp như vậy thì cuộc sống của chúng ta nó rất là đơn giản. Nó có tham thì nó là có tham thôi, nó có sân thì là có sân thôi. Và cái người trí mới hiểu được rằng khi sân sanh khởi, mình chỉ cần mỗi cái tính chất tham nhẫn là thấy rõ được sân nó phát triển và nó diệt mất, chứ không cho nó là sân là của tôi, và cũng không xuôi cái đối tượng mà mình sân nữa. Dạ, thời pháp chưa cũng sắp kết thúc rồi. Như vậy thì ngày hôm nay chúng con xin trình bày cái bài pháp số 290 đây. Chúng ta tra tức là tham ái. Chính vì tham ái nên là chúng ta rong ruổi luân hồi vô tận. Và tham ái thì chúng ta biết nó quanh quẩn ở gần với đời sống của chúng ta, từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, từ cái ăn, cái mặc, thậm chí từ cái đảnh lễ Đức Phật này kia, vân vân, tất cả mọi thứ tham ái nó đều có sự nên nổi ở đó. Chúng ta phải phát hiện ra cái sự dính mắc ở trong đó. Và cái tà kiến, thường kiến, khi mà chúng ta phải phân biệt được tất cả mọi pháp chỉ là duyên sanh và không có một cái ai ở trong đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu từng pháp một thì cái tà kiến này nó không thể hiện hữu được, nó không thể kết nối với cái gì được, thì chúng ta sẽ diệt được thường kiến và tà đoạn kiến. Và đoạn hộ tướng thứ năm mà chúng ta biết nè, ngã mạn. Ngã mạn tức là chúng ta biết là cái ngã mạn phần thô thì nó diệt ở chung với tà kiến, còn cái ngã mạn phần tế là nó cho là năm quẩn này là tôi hơn người, như này như kia vân vân, thì Đức Bậc A-la-hán tức là cái tuệ giác cuối cùng tứ thánh đế, về tuệ về tứ đạo chúng sẽ diệt tận. Như vậy thì chúng ta thấy hàng ngày nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không nhận biết, không bớt được tham, không thấy rõ được tham, không thấy rõ được thực tại,
thì vô minh nó càng nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta học Phật pháp rồi là vô minh nó bớt. Nên là chúng ta thấy có nhiều người học Phật pháp nó sanh ra tà kiến ghê lắm, nó sanh ra cả một cái trường phái mới, cả một cái tông phái mới, cả một cái gì, cả một cái hội chúng mới thành lập ra luôn, nó bất chấp luôn. Thì quý vị thấy được là nó khủng khiếp lắm, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là đơn giản. Do vậy mà chúng ta thấy chỉ vị Bà La Môn thì chỉ có chánh kiến về Lý Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo Đức Phật dạy. Chúng ta đi trên cái con đường đó thì sẽ thành tựu cái con đường của Bà La Môn, tức là thành tựu chánh chi kiến giống như Đức Phật, các vị thánh, các cái người cư sĩ đã từng chứng đắc đạo quả thuở xưa và pháp hiện tại, những cái sát la hiện tại nói lên mình có phải là người hiền trí hay không. Nếu như mà chúng ta gặp, chúng ta thấy được những cái thực tại này trong đời sống hàng ngày thực sự rồi, thì chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng sẽ giảm, ngã mạn sẽ giảm, tà kiến sẽ giảm, và cuộc sống của chúng ta, tất cả những đức hạnh nó sẽ được trồi lên một cách mãnh liệt. Và phước, và thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thông đồng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân, A Tu La Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa và sớm nhiễu chi được Lý Tứ Thánh Đế trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Và phước báo này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu chánh chi kiến, và luôn luôn tinh tấn nỗ lực thành tựu các minh và hành, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.